Chương 1 Cầu tiên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngươi nói người cả đời này sống sót đến tột cùng là vì cái gì? Lý cầu tiên đứng đang dạy học lầu mái nhà, đón phần Phật thổi tới được thanh phong, nhìn phương xa cái kia phản phất bị ngọn lửa nung đỏ ánh nắng chiều, ngơ ngẩn nói nói. Sau lưng hắn chính là cùng hắn quan hệ tốt nhất bạn tốt Long Trạch Vân. Mặc dịu dương trung học đồng phục học sinh trên mặt còn có chút ngây thơ Long Trạch Vân, nhìn hỏi ra một cái như vậy không đúng vấn đề lý cầu tiên mang trên mặt một tia lo lắng cầu tiên ngươi tuyệt đối không nên nghĩ không mở a à. tuy rằng bá mẫu bất ngờ tạ thế để người đau xót nhưng ngươi nhất định phải tỉnh lại lại có một tháng kế tiếp chính là thi đại học ngày ta tin tưởng bá mẫu trên trời có linh thiên tuyệt không hy vọng gặp lại ngươi bởi vì nàng sự tình một hạ uể oải suy sụp ta không nghĩ không mở ngược lại đầu óc của ta chưa từng có một ngày giống như bây giờ tỉnh táo Lý cầu tiên về phía trước, đưa hai tay ra, vô ý thức phía bên trái bên phải đẩy đi, tự hồ muốn quay lại mở che che trước mặt mình một tấm lụa mỏng, lấy đem thế giới trước mắt nhìn càng thêm thêm rõ ràng. Thanh tĩnh trước đó chưa từng có. Cầu tiên, ngươi đừng làm ta sợ, khóa này thi đại học ngươi nhưng là chúng ta tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên mạnh mẽ nhất cạnh tranh người, chỉ cần cố gắng nhịn quá đón lấy một tháng thi đậu mùa hè ngươi đại học, lập tức là có thể leo lên nhân sinh đỉnh cao ngồi hưởng ống ánh tương lai, vào lúc này nhất định phải bình tĩnh. Đúng rồi, người cái kia huyền bí Castro toán học thi đua không phải đã kết thúc, đón lấy hơn một tháng ngươi không có bất kỳ thi đua cần tham gia, chúng ta thừa này đi buông lỏng một chút. Không có chút ý nghĩa nào. Lý cầu tiên nhàn nhạt nói nói. Hắn nhìn Long Trạch Vân, ánh mắt kia thầm thúy xa lạ khiến Long Trạch Vân có chút sợ sệt. Vậy căn bản cũng không là một cái không tới 18 tuổi học sinh hẳn có ánh mắt long trạch vân hết sức cảm tạ ngươi này mấy ngày đối với ta khuyên bảo nhưng ta phải đi ta muốn ly khai trường học một quãng thời gian ly khai trường học long trạch vân rộng mở trận to hai mắt ngươi muốn ly khai trường học còn có một cái tháng sau liền thi tốt nghiệp trung học ở đây cái mấu chốt tính thời khắc ngươi muốn ly khai trường học ngươi muốn tự giận mình sao lẽ nào ngươi đã quên bá mẫu khi còn sống nguyện vọng lớn nhất là cái gì lên đại học danh tiếng, trở thành một vị ưu tú sinh viên đại học, ta biết, ta nhất định sẽ hoàn thành mẫu thân điều tâm nguyện này. Lý cầu tiên nghiêm túc nói. Ở cuộc thi bắt đầu cái kia một ngày, ta sẽ trở về. Ngươi. Long trạch vân vọng lên trước mắt vị này ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong đột nhiên trở nên xa là bạn tốt, ở hắn cái kia nghiêm túc ánh mắt nhìn kỹ, lại có một loại bị ép tới không dám phản bác cảm giác, trong miệng khuyên bảo tính ngữ dừng một chút không tự chủ được trở nên uyển chuyển ngươi ngươi bây giờ sợ là từ lâu đem trung học đệ nhị cấp tri thức nhớ thuộc lầu ly khai trường học một tháng cũng tốt vừa vặn coi như giải sâu điều chỉnh một chút trạng thái lý cầu tiên gật gật đầu lần thứ hai thận trọng đối với long trạch vân nói một tiếng cảm tạ nói xong xoay người đi về phía thang lầu đợi đến lý cầu tiên thân ảnh đều phải biến mất ở cửa thang gác thời gian long trạch vân phản phất đột nhiên nghĩ đến cái gì có chút lo lắng hỏi nói cầu tiên ngươi đón lấy đi làm cái gì sắp xuống lầu lý cầu tiên bộ pháp hơi dừng lại một chút vọng lên trước mắt quét dọn khá là sạch sẽ trong thang lầu nhấc lên đầu trong mắt hoang mang vẻ dần dần nhạt đi sinh mệnh thực sự quá yếu đuối như vừa sinh trưởng ngoài lề nhìn thấy được khỏe mạnh mỹ hảo tươi tốt có thể chỉ cần một chút mưa rơi gió thổi cũng sẽ bị dễ dàng gãy hủy làm bụi buồn ta đi làm một cái để tính mạng của ta không nữa yếu ớt như vậy chuyện chuyện gì luyện võ luyện võ Long Trạch Vân một mảnh ngạc nhiên luyện võ đúng luyện võ lý cầu tiên ý chí kiên quyết hướng học giáo sinh nghĩ phương pháp giáo dục hiểu rõ lý cầu tiên bởi vì mẫu thân tai nạn xe cộ sinh ra gia đình kịch biến hơn nữa không muốn mất đi vị này có tư cách đấu võ khóa này khoa học tự nhiên trạng nguyên thiên chi kiêu tử cuối cùng lùi để phê chuẩn ngày nghỉ của hắn trở lại thuê lại gian phòng lý cầu tiên cũng không có làm gì giống như cùng long trạch vân nói như vậy luyện võ khác biệt duy nhất là hắn luyện cũng không phải là trên thị trường lưu thông võ thuật mà là một loại đến từ chính một cái khác thời không thần dị võ đạo cái thời không kia đồng dạng có một lý cầu tiên bọn họ thời không cùng một cái ngã xuống nửa bốn chiều thời không hư giới, trùng điệp, hư giới bên trong sinh ra rất nhiều khư thú, càng quấy tinh không, không ngừng cái thời không kia địa cầu, toàn bộ vũ trụ hết thảy văn minh, có sinh vật có trí không đều bị khư thú săn bắn, chà đạp, chỉ có nắm giữ khư giới lực võ giả mới có thể cùng khư thú chống lại, chém giết khư thú, thủ vệ chủng tộc của mình, kéo dài văn minh tinh hỏa. Cái thời không kia, địa cầu ở khư thú tàn phá hạ văn minh chi họa tắc, Lý cầu tiên dù cho từng bước khổ tu, thành tựu tinh không chí tôn, vẫn cứ khó có thể nghịch xoay qua chỗ khác, trọng hiện địa cầu văn minh huy hoàng. Vì giải quyết triệt để cái này ngã xuống nửa bốn chiều thời không mang tới nguy cơ, ở tinh không giữa dòng sóng ngàn năm chính hắn một thân một mình thâm nhập khư giới bên trong, tra xét khư giới sinh ra bí ẩn, cửu tử nhất sinh tự khư giới nơi khởi nguồn dắt một kỳ vật chạy ra, nhưng ở giữa đường bị kẻ thù chặn giết, bỏ mình hồn tiêu tan thổi nhỏ lý cầu tiên đầu óc ở giữa liền sẽ thỉnh thoảng xuất hiện cái thời không kia bên trong chính mình, ký ức toái phiến, chịu đủ gian vặt. Vì lẽ đó so với tầm thường bạn cùng lứa tuổi càng lộ vẻ thành thục, mà đang ở hắn đến tri mẫu thân xảy ra tai nạn xe cộ qua đời một khắc đó, đau buồn đại thống tâm tình khuấy động hạ rốt cục dung hợp một cái khác thời không trí nhớ của chính mình. Không quản bọn họ cái thời không này có hay không cũng tồn tại hư giới, mọi người liệu sẽ có đối mặt hư giới uy hiếp, nhưng mẫu thân bị đâm chết tình cảnh đó, sinh mạng tàn khốc, sinh mạng nhỏ bé, sinh mạng yếu đuối, vẫn cứ sâu sắc đau nhói lý cầu tiên nội tâm. Người cả đời này sống sót, đến tột cùng là vì cái gì? Trầm mặt đâm chiêu 10 ngày, hắn giác ngộ. Sống sót là bởi vì đối với sống sót căn bản nhất khát vọng. Để sinh mệnh không ngừng mạnh mẽ, để sinh mệnh không ngừng lột xác, để sinh mệnh không ngừng thăng hoa, đánh vỡ tự thân ràng buộc, đánh vỡ tinh thần ràng buộc, đánh vỡ vũ trụ ràng buộc sau đó siêu thoát ở là có trường học trên sân thượng một phen đối thoại liền hắn bắt đầu luyện võ liền hắn lựa chọn cuộc sống một con đường khác tinh thần thối thể quyền đây là lý cầu tiên hiện tại tu luyện quyền pháp một loại bắt nguồn từ tinh thần cấp độ càng chú trọng tinh thần xúc động tự thân lột xác mà chế tạo ra cường thân quyền pháp cường giả chí cường cường giả dũng cảm cường giả không sợ cường giả vô địch. Duy trí cường giả, mới có thể ống ánh thiêu đốt tính mạng thuộc về chính mình ánh sáng. Âm. 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 Kịch liệt tiếng gõ cửa đem đóng cửa khổ luyện ba ngày lý cầu tiên đánh gãy. Trận này tiếng gõ cửa thì dường như phải đem cửa phòng của hắn đập xuyên, thanh âm điếc tai nhức ốc ở không tới 30 thước vuông gian phòng nhỏ vang vọng, chấn động đến mức chất trên bàn đến tràn đầy học tập thư tịch lướt xuống một đám lớn. Lý cầu tiên thu quyền, thở ra một hơi thật dài. Cứ việc luyện quyền chỉ có ba ngày, tin cậy đến từ một thế giới khác lý cầu tiên quyền ý truyền thừa, bản thân hắn khí chất dĩ nhiên có rõ rệt tính thay đổi. Trở nên trầm trọng, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trở nên có tính chất công kích. Răng rắc. Cửa bị mở ra, bên ngoài phòng đứng là một vị 40 trên dưới, mặt tay trang, cùng lý cầu tiên có 8 phần tương tự người đàn ông trung niên. Tại sao không đi đến trường? Người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị thét hỏi, ở hắn quát mắng chớp mắt, một luồng uy nghiêm của cấp trên khí tức phả vào mặt. Xích hải tập đoàn, giá thị trường mấy tỷ công ty tổng giám đốc. Hắn có cái này phân lượng. Không phải không đi học, mà là xin nghỉ một tháng. Lý cầu tiên bình tĩnh nói, không còn là lúc trước như vậy trầm mặt, sợ hãi, cùng với. Quán hận. Quán cái này tên là phụ thân nam nhân, vì hắn cái gọi là sự nghiệp bỏ vợ bỏ con xin nghỉ một tháng. Ta không cho phép. Ngươi bây giờ lập tức đi trường học. Nam tử vung tay lên, đem lý cầu tiên quyết định toàn bộ phủ quyết. Lại có thêm 44 ngày, ta 18 tuổi. Lý cầu tiên nói. 18 tuổi, trưởng thành, không nữa cần người giám hộ. 18 tuổi, cánh vai dài cứng rồi. Liền trường học đều không đi. Nam tử trước mắt vẽ mặt chìm xuống, một luồng khiến người thường có chút sợ hãi uy thế phả vào mặt. Nhưng, một tháng này, ta sẽ không đi. Được. Nam tử nắm tay nặng nề đập ở trên cửa, đập đến trên vách tường một tia sương bạch phiến rì rào rơi xuống. Kể từ hôm nay, ta đồng lại ngươi trên thẻ hết thảy tiền vốn, đồng thời mỗi quá một ngày, ngươi bình quân sinh hoạt phí khấu trừ một trăm, mãi đến tận giữ xong mới thôi. Ngươi ăn của ta, dùng của ta, phải nghe ta nam tử nói xong xoay người rời đi không chút dông dài giống nhau mười năm trước hắn vì mình sự nghiệp xoay người rời đi vừa đi sáu năm buổi tối hôm đó giống như đứng lại lý cầu tiên nhìn nam tử rời đi rộng mở nghiêm ngặt uống nói mẫu thân ta là chết như thế nào tai nạn xe cộ ngươi không hiểu à tai nạn xe cộ ta không tin ngươi không tin cũng phải tin Xích Hải tập đoàn chủ tịch Xích Ngọc Đồng. Lý Cầu Tiên học ra một cái tên. Nam tử thân hình chấn động. Chốc lát, mới một lần nữa hung hăng nói. Dù cho ngươi không muốn gọi nàng mẹ, cũng phải gọi nàng A Di. Lý Cầu Tiên nhìn chầm chầm trước mắt cái này tự hồ cực kỳ nam nhân xa lạ. Mẫu thân ta đã một để lại để lui ra Xích Hải, cam tâm làm một cái siêu thị nhân viên thu ngân, nghèo rất mùng tơi, có thể xích ngọc đồng vẫn cứ không muốn dừng tay từng bước chèn ép thậm chí đưa nàng bỏ mình liền bởi vì nàng bá đạo nàng ấy không muốn cùng bất luận người nào chia sẻ ý muốn sở hữu trầm mặc nhưng chỉ là chốc lát thoáng qua ta nói rồi tai nạn xe cộ hiểu chưa chuyện này bất luận cuối cùng điều tra ra bất cứ kết quả gì chỉ có thể là bất ngờ tai nạn xe cộ pháp luật sẽ cho ra phán quyết cuối cùng nam nhân thái độ trước sau như một kiên quyết, hung hăng, không thể nghi ngờ. Ta hiểu được. Lý cầu tiên hạ thấp xuống đầu. Bởi vì, mẫu thân ta, nàng là kẻ yếu, là một người học sinh, cho ta làm tốt chính mình chuyện, ta cho người ba ngày cân nhắc, trở về trường học, đi học cho giỏi, bằng không. Dù cho ngươi ăn xin đường phố đầu, ta cũng sẽ không lại cho ngươi nữa cái tử nhi, ta Lý Thiếu Dương nói được là làm được nam tử nói xong vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị mang theo làm người hít thở không thông nặng nề bước nhanh mà rời đi trên hành lang thật lâu trầm mặc không nói gì đợi đến nam tử bóng người hoàn toàn biến mất ở hành lang chỗ rẽ sau lý cầu tiên tâm linh trở nên hoàn toàn yên tĩnh hắn hơi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu không tính là già cũ trần nhà trong lòng tựa hồ có từng trận gió mát phất qua quá vù vù vang vọng đánh quyển đây mang theo từng mảng từng mảng lá rụng phiêu hướng về phương xa. Nơi đó, có an bình. Có trời xanh mây trắng. Bất tri bất giác bên trong, con mắt của hắn tựa hồ có một chút ước ác. Bất kỳ quyết định gì, cần phải bỏ ra không chỉ là quyết tâm. Còn có sở hữu đánh đổi. Hắn tự tay, lau mắt, sau đó, nhìn ngón trỏ chết dính lệ tí. Cho dù là sinh mạng ý nghĩa. Một khắc này trở đi, luyện võ, không nữa chỉ là trong miệng nói một chút. Hắn chặt đứt chính mình hết thảy đường lui. Bởi vì, kẻ yếu, không đường có thể đi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.